chào mọi người nha. Đây là món tim cà khọ ở quán quán Mạnh Quý à. Quán này là đường Nguyễn Hiền Lê dưới đường Hoàng Hoa Thám á. Quán này nổi tiếng lắm. Dĩa này là bình thường rồi. Dĩa này là mới gọi là kinh hoàng. Đây là món tiết canh. Đây là tiết canh khó. Món này có là tiết canh khó. Trong đây là nó có cái bầm đồ sẵn hết rồi. Múc lên xong rồi cái ở đây người ta cho một cái dĩa gao nữa. Nhận chanh vô. Gao này để ăn với cái canh đỏ. Mình kêu hai món, thường này là uống rượu mới hợp lý. Cho tay các bạn. Món này nhìn nó hơi dã man xíu nhưng mà giờ tiết canh heo thì ăn hơi sáng ghê lắm. Hay ăn món tiết canh đỏ ở quán này quá ở Tân Bình. Đây còn dĩa gao đây, gao thơm với gao cần tây. Này là để ăn với tiết canh. Tiết canh cho ăn bánh đơm với trái nữa. Đây là húng lưỡi để hơi nó đựng vô cái chén này. Bánh món này là tim cỏ xào. Trong cái quán mỏ thì quán mỏ Bánh Quý ở Tân Bình là ok. Tim cỏ. Quán này ăn nhậu biết nhiều lắm mọi người, đi đây. Tiết canh thì tôi uống rượu cho mấy sáng nó chết bớt. Và để trộn cái miếng món tiết canh này cho nha chị. Tiết canh thỏ. Đó giờ đi ăn tiết canh thỏ chị dám ăn ở quán Mạnh Quý này thôi. Nhìn hơi ớn ớn. Ngày đó thì còn ăn tiết canh vịt xiêm, tiết canh heo mà sau này heo người ta nuôi sợ quá. Cho miếng chanh vô. Ở đây có gao húng nè, để vô nó thơm thơm ha. Đây là cái dĩa gao húng luôn. Thấy món này ai ăn được có ăn nha anh chị. Ai yếu yếu sợ sợ là cũng khó ăn lắm. Đó rồi đó, mình để rau húng vô này vô ha. Sắn sắn nó đi. Trộn lên miếng. Tiết canh là máu đông. Quán này mình nhậu rất là nhiều lần rồi, ăn cũng rất là nhiều lần rồi. Mua đem về nhà cũng có. Chị thấy phía trong đó là những món là đồ bầm, đồ có thể là da, là thịt dụng, là đồ lòng của cỏ ha. Mình nghĩ là cái món này là kinh dị nhất á, người Việt Nam ăn thôi. Để múc miếng muỗng. Đang nghe nuốt bị lạnh ngọt ngọt, ăn rất là đã. Thêm miếng ớt nữa cho nó cay nồng nồng, rất là ngon nữa. Ai biết ăn thấy canh thỏ, quán này là xứ dách luôn á, là số 1 á. Cho thêm miếng ớt vô cho nó đẹp đẹp chút. Mai nó bằng mấy giờ ta? Rất là ngon, rất là ok. Chắc là ăn được món này rất là chắc luôn. Ồ, tiết canh thỏ nha. Rất là máu.
xưa người ta hay uống máu, uống máu thở, giờ bớt.